Từ đỉnh cao của sự phát triển, con người lại có xu hướng tìm về với thiên nhiên và những giá trị tự nhiên thuần khiết nhất. Dự án EcoGreen Sài Gòn như một mầm xanh gieo xuống giữa lòng phố thị, mang một hơi thở mát lành đến với cuộc sống nhộn nhịp ở vùng đất náo nhiệt bậc nhất đất nước. EcoGreen Sài Gòn, sống xanh mỗi ngày. Nằm ở cửa ngõ vào phố Mỹ Hưng, liền kề công viên Hưng Tràm, công viên trung tâm quận 7, EcoGreen Sài Gòn là tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn và căn hộ cao cấp tọa lạc tại vị trí đắc địa trên mặt đại lộ Nguyễn Văn Linh, giao Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. EcoGreen Sài Gòn có phía đông tiếp giáp khu dân cư hiện hữu, phía tây giáp đường Nguyễn Văn Linh, phía nam giáp công viên Hưng Tràm và phía bắc giáp nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh và đường cầu Tân Thuận 2. EcoGreen Sài Gòn còn tiếp giáp ngay chân cầu Thủ Thiêm 4, nối đại lộ Nguyễn Văn Linh sang khu đô thị Thủ Thiêm. Tuyến xe điện mặt đất monorail số 3 theo quy hoạch sẽ kết nối suốt trục Nguyễn Văn Linh, Bình Chánh, quận 8, quận 7 qua bán đảo Thủ Thiêm, quận 2. Ở EcoGreen Sài Gòn, cư dân sẽ dễ dàng di chuyển đến các quận huyện trung tâm của thành phố. Màn trái tim xanh là công viên EcoGreen và được điều hòa bởi lá phổi xanh của quận 7 là công viên Hương Tràm rộng đến 22 hectare. Do vậy nên mỗi một công trình trong EcoGreen Sài Gòn đều được bao bọc bởi không gian xanh, trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Dự án EcoGreen Sài Gòn trải dài trên diện tích 14,36 hectare là sự tổng hòa giữa không gian xanh và các khối công trình hạ tầng hiện đại và rộng mở. Công viên EcoGreen rộng hơn 2 hectare là tiện ích có 102, vừa có vai trò điều hòa không khí, lại đầy đủ tiện ích sinh hoạt thư giãn cho cư dân. Mỗi tòa nhà của EcoGreen Sài Gòn đều được thiết kế tối ưu với góc hình ba cánh quạt khổng lồ độc đáo, giúp cho mỗi căn hộ dù ở góc độ nào cũng có thể tiếp cận được nhiều nhất với không gian xanh nội khu và ngoại khu. Đến với EcoGreen Sài Gòn, sống trong không gian ngập tràn sắc xanh hiếm có giữa đô thị sôi động, với hạ tầng đầy đủ và vô cùng tiện ích luôn sẵn sàng cho bạn trải nghiệm. EcoGreen Sài Gòn xứng tầm để trở thành khu đô thị xanh đẳng cấp hàng đầu tại quận 7. Tương lai của bạn là ở đây, nơi thỏa nguyện tận hưởng, mua sắm, thưởng thức, nơi để quay về với không gian hiện đại và thân thiện. Bạn chọn EcoGreen Sài Gòn và chúng tôi đem đến cho bạn tất cả. Không gian đầm ấm cho cả gia đình như trong kỳ nghỉ dưỡng. Từ thiên nhiên đến mọi dịch vụ đều hài hòa, sinh động và đẳng cấp. Để mỗi nhịp sống hàng ngày của bạn tại EcoGreen Sài Gòn đều là một ấn tượng khó quên. Để mỗi tiện ích của EcoGreen Sài Gòn đều là một trải nghiệm không thể thiếu của cả gia đình bạn. EcoGreen Sài Gòn, sống xanh mỗi ngày.